chào lần nữa. Vậy là quý vị không đến đây để thiền, mà đến đây chỉ để nói chuyện với tôi thôi. Không sao, mỗi lần một khác. Sao lại không? Câu hỏi kế. Tất cả đây là người Hoa và người Âu Lạc Việt Nam thôi hả? Tôi tưởng quý vị trên lầu. Được rồi, không sao, nói đi. Người Âu Lạc Việt Nam trước. Dạ, con kính chào sư phụ. Dạ, kính chào sư phụ. Sư phụ đệ tử. Ok, rồi, sao? con không có câu hỏi, nhưng mà con lần đầu tiên gặp sư phụ, con chỉ biết nói là sư phụ sắp xếp cho con trong gia đình êm ấm hết rồi con được đi gặp sư phụ. Và có nhiều chuyện mà khó khăn lắm cho con thì sư phụ cũng sắp xếp được hết cho con. Con chỉ biết là biết cảm ơn sư phụ nhiều. Ok, dạ, con không có ráng chi. Tiếp tục tu hành. Không có chi, tiếp tục tu hành, ok. Mà trả tiền cho tôi bao nhiêu? Đấy. Làm việc nhiều vậy mà không trả tiền gì hết hả? Ok. Thôi không có sao, tiếp tục tu hành. Người khác. À, kính thưa sư phụ, con phải gặp sư phụ con dùng sư phụ độ con hỏi được. Xin sư phụ giúp con về đường tu hành. Con gặp khó khăn khi con ngồi thiền, con hay gặp những chuyện giật mình để thấy sợ hãi. Vậy hả? Dạ, và sợ cái gì đâu? Có chuyện gì? Con không dám kể ra nhiều, kể thì nó dài dòng lắm. Thấy ma hả? Ma tới hả? Kêu gạo. Ồ, ma tới gạo hả? Rồi lúc con ngủ, con cũng nằm mơ thấy. Ồ, vậy hả? Thấy cũng sợ. Ai biết hồi đó có mấy người boyfriend sợ ma anh chị? Dạ, đừng có sợ ma. Ngu sao sợ ma? Giúp con cho con. Mình chết mình cũng thành ma, sợ gì? Dạ. À, ai chết được cũng thành ma hết trơn. Nếu mà không tu thành ma. Còn bà con dòng họ mình hồi đó kể qua ba má mình ha, thì cũng là thành ma hết trơn à. Thế sao tại sợ má? Má là bà con của mình. Bà con trước, thấy chưa? Thì bây giờ nếu mình sợ ma thì mình ráng tu cho lẹ lẹ, không vô cái nhập y như vậy đó. Hiểu chưa? Biết rồi. Cái đó họ tới họ báo cho mình biết là bà không tu rồi, bà giống như vậy, như tôi bây giờ nè. Thấy không? Con kính xin sư phụ giúp cho con khai ngộ thêm, con lên cao một chút. Để mấy cái thép. Cái gì đó? Dạ con nghe cái băng á. Sư phụ nói cả ngày cả đêm con. Cả ngày cả đêm hết. Ngồi thiền cũng nghe nữa. Không ngồi thiền thì nghe khoảng 15 phút 20 phút con tắt đi. Không con... để luôn. Dạ để luôn được. Để nó nhỏ nhỏ thôi. Dạ. À, mình không nghe được nhưng mà ma nghe được. Để cho họ ngồi họ nghe cái họ quên chọc ghẹo mình, hiểu chưa? Ngồi nghe mê quá quên hết trơn. Nhiều khi con đi cái cầu nó gãy, con sụp xuống hố. Sụp xuống hố luôn? Dạ, ngập nước ngập tới mũi, tới mồm luôn. Ôi chú cha. Nằm mê đó. Nằm mê thôi, còn sống nhăn răng. Trời ơi, mê thôi sợ gì? Con sợ quá con. Thôi, nằm mê thôi, đừng có sợ má ơi. Nằm mê mà còn sợ chuyện thiệt, còn chưa sợ, nằm mê sợ. Nói rồi, ai chết cũng thành ma, sợ gì? Mà có sợ thì phải tu, phải không? Chứ không chết cũng giống y mấy người ma vậy, còn nhiều khi còn hơn nữa, biết đâu mình dở hơn họ nữa. Dạ, kính thưa sư phụ, mấy năm trước con thể nghiệm tốt lắm, con gặp sư phụ luôn luôn. Là bây giờ tự nhiên có gặp ma? Dạ không. Tại sao vậy? Không biết nữa, con không. Hay là ăn uống sao không có? Là không có, con ăn uống rất là kỹ mà con thiền cũng rất đều đặn. À thôi chắc cũng có là một cái thời gian của mình nữa thôi. Ok. Dạ. À. Mình đi ngang hết cái chỗ đó rồi nó ha. Cái nó đi ra không sao đâu. Ráng niệm Phật cho nhiều ha. Nghe băng hoài, lúc ngồi thiền cũng để băng, ok? Để đèn sáng sáng. Dạ. Ok, để đèn sáng. Ok. Cảm ơn. Mình thì mình bịt lại cho nó tối. Nếu mình không muốn sáng thì mình lấy cái đồ mà người ta cho mình ở trên máy bay để mà che mắt để ngủ nhớ ngon đó. Mà này đó mình che lại, mà đèn thì để sáng bên ngoài, hiểu chưa? Dạ. À, để cái đèn sáng và để cái băng sư phụ nói pháp nói kinh gì đó. Dạ. À, hoặc là hát gì đó, cái nào mà nghe mà nó yên ổn được thì để hoài. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Nếu mà họ thích nghe hát thì mình để mấy băng hát. Dạ. Nếu họ thích nghe tụng kinh á thì để băng tụng kinh. Cái nào mà nó có hiệu nghiệm thì mình để. Dạ. Ok, để hoài vậy đó. Dạ. Ngồi thiền cũng để không sao hết á. Dạ. Mình vừa nghe mình thiền đó sao? Dạ. Ok. Dạ, cho họ nghe họ bận rộn đi chứ độ cho họ luôn. Dạ kính thưa sư phụ, đời sống con thì rất yên ổn. Thầy thọ ok rồi. Rất là tốt, nhưng mà chỉ rất lúc nằm mơ rồi thấy sợ. Ai dạ, thì ban đêm mà ngủ để mấy cái thép mà để nhỏ nhỏ đó. Dạ. Nhiều khi để nhỏ nhỏ nghe ngủ ngon à. Dạ. À ok. Con cũng nghe cả đêm. Hèn chi hồi tối này tôi nằm mơ tôi cũng thấy như bà vậy đó. Đúng là bà đem mấy cái đảng phái của bà tới đây. Thôi dẫn họ đi chỗ khác đi nha, không tôi không có rảnh nói chuyện với mấy người ma hả. Nói chuyện mấy người sống mà còn nghe không được, nó nói ma làm chi, không thôi được rồi.
Không sao đâu ha, cứ như vậy tiếp tục làm việc vậy ha. Họ để hình sư phụ xung quanh ngủ phải không? Ok, đặng bác gác cửa cho. Để nhiều rồi. Mấy chục cái. Rồi ok, để thêm đi. Thì đừng có ngủ. Phải không ngủ thì khỏi nằm mơ. Thấy chứ. Nhớ có cái chuyện sư phụ nói chuyện vui không? Cái anh chàng mà ngủ nằm mơ thấy gái đẹp đó. Rồi cái cười lên đó, bà vợ nói cười gì vậy? Nó tại nãy nằm mơ thấy có gái đẹp tới chung vui với tụi nó. À, không có được nằm mơ như vậy nữa. Nhéo ông một cái đầu quá. Ông nói thôi từ này tới sau tôi không dám ngủ nữa đâu. Thì đừng ngủ. Cứ ngồi thiền hoài đi. Hả? Nằm mơ nó mới vô chứ không nằm mơ nó đâu vô đâu. Ha? Ok. Không có chi đâu. Đừng có sợ. Nằm mơ không sợ gì. Ha? Ma thiệt nhiều khi nhát cũng sợ nữa. Thì sư phụ nói rồi, hồi xưa sư phụ chưa có đâu có tiền bạc gì đâu hả, chưa có đi làm business á. Chưa có đi làm business, chưa có tiền á, đi mướn mấy cái nhà ma không à. Đúng là sư nhà ma đó, Việt Nam mình nói nhà ma, có nhà ma thiệt á, nhà nào cũng ma không à, mà cái nhà nào ma là họ cho mình mướn, tại vì nó rẻ. mướn thiệt, có ma thiệt á. Vô mấy người xuất gia nằm ngủ kéo giò kéo cắn kéo tóc rồi vui lắm. Đâu có sao đâu, đâu qua trái chết gì đâu, mấy người còn sống nhăn răng tới bây giờ hả? Mình đừng sợ nó. Nó phải sợ mình chứ, mình là dương mà. Nằm mơ thấy thì kệ nó đi, coi như coi cine khủng bố. Chiều người ta bỏ tiền nó mắc thế mà mới đi coi mấy cái phim mà khủng bố được. Đặng về sợ chơi cho vui, còn bác. Còn bác hả? Bác miễn phí coi cine mỗi ngày mà bác còn complain cái nỗi gì. Phải không hả? À, nhiều người bỏ tiền đi coi cine khủng bố. Thôi mà kệ nó đi, mình phần mình tu, phần nó chọc hả? Không sao đâu, đừng có sợ. Hồi trước có thể nghiệm tốt thì bây giờ mai mốt sẽ có trở lại. Ok. Rồi người nào nữa nói lẽ tôi không có rảnh nhau không. Tôi đi coi cinema bây giờ đi. Thấy không? À, đúng cho, lúc cho nói thì không có nói, ngồi ngơ ngơ đó. Rồi cái lúc mà người ta nói, người khác nói thì muốn ăn xí vô. À, người ta nói tiếng Anh muốn xí vô, nói tiếng Việt. Không hỏi ha, thôi cho người Tàu. Rồi dẹp, hết rồi. Người Việt không muốn hỏi cho người Tàu đi. Ê, Chinese. Người Hoa. Bây giờ người Hoa có thể hỏi. Người Hoa có thể bắt đầu hỏi, nhanh lên. Kính chào sư phụ. Tốt hơn hãy hỏi câu hỏi hay nha bác. Dạ, là về thiền. Con đã che kín người bằng một tấm vải trong khi thiền âm thanh thiên hạ nội tại. Các cháu của con không sống cùng con. Một ngày nọ họ từ bên ngoài vào trong khi con đang thiền âm thanh thiên hạ nội tại và che phủ bằng một tấm vải. Và cháu đã dở ra xem. Cháu cúi xuống và nhìn con như thế này, nhìn lén. Con không biết cháu đã nhìn bao lâu, con không biết. Ôi trời ơi, con cảm thấy tấm vải trên đầu con chuyển động, con mở mắt ra và giật mình bật dậy. Giật mình, bởi vì cháu đang cười, hiểu. Mắt cháu mở to, thế là con giật mình, hiểu, giật nảy mình. Xin sư phụ cho con biết phải làm sao. Làm sao à? Bây giờ con có thể làm gì? Bảo cháu nhìn lần nữa, rồi bỏ chạy thật nhanh, tiếp tục thiền. Hãy quên những gì đã xảy ra, lần sau nhớ khóa cửa lại. Lúc đó con đang thiền với chồng con khi không có ai khác ở nhà. Hiểu rồi, chỉ có hai chúng con thôi, cháu đến thăm, giờ thì ổn rồi, quên đi. Tốt, xin cảm ơn sư phụ, không có gì, bác làm tôi sợ. Kính chào sư phụ. Con rất biết ơn sư phụ. Con thọ pháp lúc 62 tuổi. Bây giờ đã 75, trong đời con hầu hết đã 75 tuổi rồi. Dạ. Trong bác rất trẻ, điều mãn nguyện nhất trong đời con thật sự biết ơn. Ngoài ra, con có một nhà hàng thuần chay cũng được Thượng Đế ban cho con, không phải con mua mà được tặng. Một nhà hàng thuần chay rộng 110 m², nhà hàng thuần chay của con được tặng à? Do Malaga tặng. Con có một nhà hàng, con thật sự biết ơn. Được tặng nghĩa là sao? Dạ, không phải trả tiền, miễn phí. Con được tặng một nhà hàng. Tại sao? Đó là nhờ tu theo sư phụ. Làm sao lại có người tặng như vậy cho bác? Một nhà hàng miễn phí. Và còn một nhà hàng nữa. Có ai tặng cho tôi một nhà hàng miễn phí không? Dạ, thật vậy. Con đã đóng cửa hai nhà hàng. Bác đã đóng cửa. Con đóng cửa hai nhà hàng mặn và mở một nhà hàng thuần chay. Cửa hàng được ông chủ nhà tốt bụng tặng cho con. Đúng như con đã miêu tả, con rất biết ơn, rất biết ơn. Đó là điều hạnh phúc nhất trong đời con.
Nhà hàng kia cũng được tặng cho bác luôn hả? Bây giờ nhà hàng thứ hai do con cầu nguyện mà có, đừng cầu. Trung tâm Malaga cũng được người khác tặng miễn phí, đừng cầu, có gì thì có, đừng cầu nữa. Bây giờ thì rất tốt, bây giờ con rất biết ơn. Bây giờ ở Malaga có thể 16 nhà hàng tuần trai rồi. Ồ, con số ngày càng tăng. Có người đến trồng hoa, trồng rất nhiều hoa. Bây giờ anh ấy làm việc mỗi ngày. Sư huynh đó đến từ Costa Rica, anh ấy là người đã trải qua khó khăn lớn nhất. Anh ấy làm việc ở đó mỗi ngày. Ngoài việc ăn thuần chay, anh còn trồng rất nhiều hoa. Con đặc biệt chăm sóc chu đáo nhà sư phụ ở đó. Nhờ ơn sư phụ. Để làm gì? Chỉ có ruồi sống ở đó thôi. Ngày nào con cũng vui, mỗi ngày đều vui. Quý vị có cộng tu đó không? Dạ, cộng tu mỗi ngày. Ý ta là có ai đến cộng tu không? Dạ có, nhưng chỉ vài người thôi. Toàn bộ chỉ có 6 đồng tu Malaga. À, Malaga chỉ có 6 đồng tu. Dạ, không nhiều. À, 6 người chúng con rất đoàn kết. Chúng con có tất cả mọi thứ chúng con muốn gì có nấy. Tất cả đều do lực lượng sư phụ, chứ không phải do con. Đó là lực lượng sư phụ. Thật sự con rất biết ơn sư phụ. Chúc mừng. Bây giờ con đã thể nghiệm sâu sắc là mọi việc làm đều do sư phụ, không phải do chúng con. Xin cảm ơn ngài. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Vui vui, chào tạm biệt. Vợ anh khỏe không? Dạ, vợ con rất khỏe. Hiện tại vợ con nhà và trong con nhà hàng thuần chay, vợ con không đến được. Nếu đến chúng con phải đóng cửa nhà hàng. Hiểu rồi. Cảm ơn sư phụ, bởi vì quý vị phải thay phiên. Có một lý do khác nữa, nếu đến vợ con sẽ không thể ngồi liên tục trong vài tiếng, không thể ngồi yên được, vì vậy vợ con không nên đến thì tốt hơn. Tốt hơn là vợ con chăm sóc việc kinh doanh nhà hàng thuần chay. Xin cảm ơn sư phụ. Tốt, không có chi. Bác là người rất nhẫn nại và rất có tình thương. Thành ra kinh doanh mới tốt. Kính chào sư phụ. Trong cuộc họp mặt lần trước, sư phụ có đề cập rằng các chúng sinh từ đẳng cấp thứ 6 và thứ 7 ra xuống đây. Bây giờ họ chưa đạt đến đẳng cấp thứ 4. Sư phụ từng giảng chúng sinh ở đẳng cấp bên trên cảnh giới thứ 5 không thể đi xuống. Họ không muốn đi xuống. Nhưng nếu là người của tôi có thể đưa họ xuống đây. Còn một mình họ thì rất khó. Và họ sẽ không muốn xuống. Ví dụ, nếu không liên quan đến tôi, bình thường một chúng sinh từ đẳng cấp thứ 6 hoặc thứ 7 sẽ không muốn đi xuống đây, cho dù quý vị này xin họ. Sẽ là quá khó khăn cho họ. Nhưng nếu họ theo tôi đi xuống, thì không sao. Họ sẵn sàng và cũng có sự bảo vệ của sư phụ. Tuy nhiên, khi xuống thế giới này, sẽ có nghiệp chướng nặng nề, đó không phải là nghiệp của họ, chỉ là họ sẽ bị nhiễm thôi. Quý vị hiểu không? Họ sẽ bị ảnh hưởng, bị lôi kéo. Bởi vì một khi họ sinh ra đây như một đứa trẻ vô tội, họ sẽ ăn bất cứ thứ gì được cho ăn. Nếu quý vị cho họ thịt người thân động vật, thì họ ăn thịt người thân động vật. Làm sao họ có thể kháng cự cha mẹ? Làm sao họ có thể phản kháng khi còn bé? Họ đã được cho ăn thịt người thân động vật từ khi còn nhỏ, ví dụ như vậy. Nếu không thì nếu cha mẹ không cho ăn thì những người phủ định xung quanh cũng sẽ cho họ ăn như vậy. Vậy làm sao họ có thể kháng cự? Rồi ăn cái này uống cái kia, họ tạo nghiệp và bị ô nhiễm. Hiểu ý ta nói không? Dạ hiểu. Rồi sau khi trưởng thành cũng với bởi vì có đầu óc này và có thân thể này, nên cũng như bao nhiêu người khác, ngoại trừ linh hồn. Khi tôi mới được sinh ra, không phải là tôi lập tức đi tìm minh sư. Tôi vẫn hòa mình với những người khác, đi học và vân vân. Tôi cũng phải trải qua chuyện này, chuyện nọ, đau khổ, đủ thứ, cũng y như mọi người khác. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy. Chúa Giêsu Kitô cũng như vậy. Hiểu ý ta nói không? Sau khi xuống đây thì bị mù mờ. Nếu xuống đây mà vẫn còn có thể biết mọi thứ thì tốt biết bao. Vậy tại sao tôi phải dạy quý vị? Quý vị biết mọi thứ rồi tại sao phải cần tôi hay bất cứ ai khác xuống đây? Sau khi xuống thế giới này thì nó như vậy. Đó là điểm chính tôi muốn nói. Ý tôi là không trách quý vị vì sự khó khăn của quý vị. Tôi chỉ khuyến khích quý vị cố gắng hết mình, bằng không chúng ta sẽ thua. Phải cố gắng hết mình. Quý vị phải thắng. Phải tiếp tục cố gắng chiến đấu thiền định và tu dưỡng, bảo vệ tiêu chuẩn đạo đức của mình. Như vậy mới có thể thăng hoa để trở về nhà nguyên thủy của mình. Ý tôi là như vậy. Nhưng không sao đâu. Dù là từ đẳng cấp thứ 6 hoặc thứ 7, sư phụ cũng sẽ mang họ về. Ý tôi là ngay cả họ xuống đây, họ cũng bị ô nhiễm đến mức độ như vậy. Họ phải tinh tấn tu hành mới có thể quay trở lại. Không phải là họ đi xuống là họ sẽ tiếp tục ở đẳng cấp thứ 6 hay thứ 7 mà không cần phải nỗ lực gì cả. Không thể được. Hãy nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài tu hành rất gian khổ trong 6 năm. Và xả bỏ hết, kể cả toàn bộ vương quốc và 500 phi tần, hoàng hậu và các con của ngài, ngay cả con của ngài. Có bậc cha mẹ nào mà không thương yêu con cái, ngài thậm chí còn rời bỏ con cái nhằm mục đích trở lại nhà nguyên thủy.
Ngài tu hành rất gian khổ trong 6 năm, tu tập sai cách, tu không đúng chỗ, Ngài suýt chết, đói khát và chỉ còn như da bọc xương vì tu khổ hạnh. Vậy mà Ngài vẫn không thể tìm thấy quả vị nguyên thủy của Ngài. Ngài đến từ cung trời Đâu Xuất. Mà tất cả quý vị đều biết, có ghi lại trong nhiều kinh điển. Đức Chúa Giêsu Kitô cũng vậy, Ngài cũng tu hành trong 20 năm, rồi Ngài mới thật sự nhận biết bản lai diện mục của Ngài. Lý do ta kể quý vị nghe tất cả những điều này là để cho quý vị biết rằng, dù quý vị đã phạm sai lầm và rất vật vả, giằng co thì không phải tất cả đều lỗi của quý vị. Nghiệp của chúng ta từ kiếp trước quay trở lại bám lấy chúng ta. Chúng ta đã xuống địa ngục và thiêu đốt nó hết rồi. Nhưng khi chúng ta trở lên, phần sót lại vẫn còn trong bầu không khí và vẫn đến với chúng ta. Nó trong từ trường của vũ trụ. Nó vẫn đến bám vào quý vị, khiến quý vị đau khổ và giằng co rất nhiều. Chúng ta muốn trở nên tốt nhưng nó kéo mình lại để trở thành xấu. Dù quý vị không muốn là người xấu, nó vẫn sẽ ảnh hưởng quý vị. Nó ảnh hưởng đầu óc của mình. Cho nên không sao, cứ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục thiền định, tiếp tục con đường mà quý vị biết là đúng và chỉ cần đi tiếp, dù có đau khổ thế nào, dù có khó khăn thế nào, quý vị vẫn phải tiếp tục tọa thiền. Ý tôi là như thế, không có cách nào khác. Khi xuống đây thì nói như vậy đó. Ai bảo quý vị xuống làm chi? Bảo quý vị rồi. Xin cảm ơn sư phụ. Vui chưa? Dạ vui. Thưa sư phụ, giống như những gì vừa nói, con cảm thấy bế tắc khi thiền, khi đầu óc con đấu tranh rất nhiều ở đây. Lần nào cũng là cô, câu hỏi tương tự, đừng hỏi lại nữa. Cô chưa mở miệng, tôi đã biết rồi. Hãy trao cơ hội cho người khác. Cô vẫn phải tiếp tục thiền. Không có cách nào khác. Tiếp tục thiền. Cứ tiếp tục thiền. Tiếp tục, không có cách nào khác. Quay lại còn tệ hơn nữa, bảo quý vị rồi. Leo núi chắc chắn là khó. Nếu dễ đắc quả vị Phật hoặc dễ trở về nguồn cội nguyên thủy, thì tại sao cần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống đây? Tại sao cần Đức Chúa Giêsu Kitô, Đức Tiên Tri Mohammed bình an ở cùng Ngài và Đạo Sư Nana? Tại sao cần có bất cứ mình sẽ nào? Hiểu ý ta nói không? Chỉ vậy thôi, vì đau khổ. Cũng rất đau đớn cho các ngài khi xuống đây. Quý vị thấy đó, rất nhiều minh sư đã đi xuống. Và sau khi xuống đây, họ vẫn phải tu hành, thấy không? Có minh sư nào từ thiên đàng này nọ xuống đây, rồi ngay lập tức, từ lúc còn nhỏ, bắt đầu thuyết pháp không? Ngay lập tức ở đẳng cấp thứ 5 mà không thay đổi gì? Không có. Quý vị thấy có vị nào chưa? Chưa. Vậy thì quý vị cũng thế. Sao có thể mong đợi ngoại lệ? Sao quý vị có thể lợi dụng? Người kế. Bây giờ tôi để quý vị hỏi thì quý vị không hỏi. Kính chào sư phụ, con là một đồng tu đến từ Pháp. Mẹ con đã thọ tâm ấn ở tuổi 79. Ngài đã truyền tâm ấn cho mẹ con và mẹ con rất vui vì điều đó. Ở giữa tuần thứ 3, tháng 11 năm ngoái, trước khi chúng con đi bế quan Thái Lan, mẹ con đã qua đời. Con rất biết ơn sư phụ đưa mẹ con đi. Nhờ vậy mà con có thể đi bế quan Thái Lan. Xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Sau khi mẹ con qua đời, ngày nào con cũng cảm thấy rất buồn. Con nhớ mẹ con nhưng chưa bao giờ mơ thấy bà. Mơ thấy mẹ cô để làm gì? Đẳng cấp của cô thấp như vậy làm sao mà nhìn thấy bà? Con xin hỏi liệu mẹ con đã vượt qua tam giới chưa? Xin cảm ơn sư phụ. Dĩ nhiên là rồi. Xin cảm ơn sư phụ. Cô tự hỏi chính mình đã vượt ngoài tam giới chưa mới phải. Xin cảm ơn sư phụ. Đã tâm ấn rồi thì không sao mà. Sư phụ sẽ chăm sóc mẹ cô. Cho dù bà có vượt qua tam giới hay chưa, tôi vẫn sẽ chăm sóc mẹ cô. Cho đến khi bà vượt ngoài tam giới, hãy lo cho cô thôi. Mẹ cô đã được giải thoát khỏi biển khổ. Bà quay lại nói cho cô biết điều đó để làm chi? Được rồi, người kế, đừng lo lắng. Hiểu không? Xin cảm ơn sư phụ. Con không có câu hỏi, con chỉ muốn cảm ơn sư phụ. Năm ngoái, con gái nhỏ của con đi đã thọ nữ pháp. Sau đó năm sau, con trai con cũng muốn thọ nguyên pháp. Cảm ơn sư phụ đã gia trì. Tôi không hiểu. Cô chỉ nói nửa chừng thôi, tôi không hiểu ý cô. Cái gì? Con gái của cô thì sao? Năm nay con gái nhỏ của con đã thọ nữ pháp, phải tôi biết rồi sao? Năm nay con trai con cũng muốn thọ nguyên pháp, có thể thọ không hả? Năm nay con trai con cháu đang lưỡng lự,
Cháu lo rằng cháu không thể thiền 2 tiếng rưỡi. Cứ cố gắng hết sức. Dạ đúng. Rồi năm ngoái, khi con đang đi bế quan thiền Thái Lan sau vài ngày, cháu đã nghĩ thông suốt và nói, mẹ ơi, con muốn xin thọ nguyên pháp. Tháng 7 năm nay, cháu sẽ thọ nguyên pháp. Con cảm ơn sư phụ gia trì. Vậy thì tốt quá rồi. Sao cô còn khóc? Thưa sư phụ, con có một câu hỏi nhỏ. Nếu đứa trẻ không thiền đủ số giờ trong một ngày, cháu có cần bù thiền thêm vào ngày hôm sau không? Được. Bù được thì bù. Dạ, hãy để cháu cố gắng hết sức. Xin cảm ơn sư phụ, không có gì. Đứa trẻ thật thà quá. Lo lắng thiền không đủ giờ. Tốt. Bảo cháu cố gắng hết sức mình là được rồi. Cứ làm hết sức mình. Thiền nhiều hơn thì tốt cho chúng ta. Bởi vì tôi cũng có thể bảo quý vị. Sao cũng được. Quý vị thiền được bao nhiêu thì thiền. Như vậy quý vị sẽ thích tôi nhiều hơn. Nhưng để tôi nói thẳng với quý vị, nếu không ai đặt luật cho quý vị, quý vị sẽ không thiền. Quý vị sẽ có cớ để lười biếng. Sư phụ nói chúng ta thiền bao lâu cũng không sao. Sao mình phải làm việc cực như vậy chi cho mệt? Chẳng lẽ sư phụ nói không sao? Nếu quý vị thiền 5 phút thôi, làm sư phụ mà như vậy à? Tôi muốn quý vị đạt đến đẳng cấp nào đó. Vì thế, ta bảo quý vị hãy thiền 2 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, nếu quý vị không thiền đủ, thì tôi cũng sẽ không giết quý vị. Chỉ là thiền càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, con người chúng ta có bản chất lười biếng. Nếu không đưa ra một luật lệ, một khuôn mẫu, một yêu cầu nhất định, thì quý vị sẽ không làm. Quý vị có thấy ai làm việc ở bất kỳ công sở nào mà tự nguyện đến đó, làm việc 8 tiếng mỗi ngày chưa hoặc 10 tiếng, không có, chỉ có bấm thẻ chấm công hay gì đó, thì họ mới đến đúng giờ. Họ luôn có cớ để đến muộn, do nhiều xe cộ lưu thông, do ùn tắc giao thông. Hôm nay tôi bị đau đầu, tôi sẽ không đến làm việc. Mẹ tôi bị bệnh, các con tôi đang gây khó cho tôi. Đủ thứ cớ để vắng mặt. Rồi ông chủ thậm chí còn nói, ồ không sao đâu, nhà máy chúng tôi hoạt động chỉ cho vui thôi. Nếu muốn đến làm việc thì đến, nếu không thì cứ ở nhà, cho dù đi đánh bạc cũng không sao. Có không? Dạ không. Như vậy thì quý vị có nghĩ nhân viên sẽ đến làm việc không? Dĩ nhiên là không. Không làm việc cũng được lãnh lương, thì ai ngốc mới đi làm đó. Huống hồ là quý vị, những đệ tử lười biếng này. Tôi đã bảo quý vị thiền 2 tiếng rưỡi, nhưng quý vị chỉ ngủ gật thôi. Thế mà quý vị vẫn tính rõ ràng từ 12 giờ đến 2 giờ 30. Quý vị chỉ ngồi đó ngủ gật và vẫn đặt đồng hồ báo thức sau khi tỉnh dậy. Quý vị tự nhủ đã 2 tiếng rưỡi rồi. Bây giờ mình được tự do đi chơi. Phải có một đầu óc chúng ta đòi hỏi một số quy định, một số giới luật, một số gọi là gì? Không phải quy định, kỷ luật trong tiếng Hoa nói như thế nào? Kỷ luật, đúng, chúng ta cần phải đó, nếu không thì đầu óc sẽ không chịu làm. Quý vị đã biết là quý vị có thiền 2 tiếng rưỡi, thế mà vẫn muốn gạt chính mình. Ví dụ ngủ gật hoặc nghỉ lung tung, quý vị vẫn ghi xuống là 2 tiếng rưỡi. Không sao, cứ cố gắng hết sức là được. Ý tôi là hãy cố gắng hết sức, đừng gạt chính mình, hiểu không? Bởi vì thiền nhiều hơn là tốt cho chính mình. Lúc đầu, tôi vẫn cần phải nhắc nhở quý vị rằng quý vị phải thiền 2 tiếng rưỡi. Sau đó quý vị nên làm điều đó một cách tự động, hiểu không? Tự động, giống như việc trẻ em đi học. Có đứa trẻ nào mà tự động sẵn sàng đi học và làm bài tập về nhà mỗi ngày không? Rất hiếm. Chúng ta cần khuyến khích con, đôi khi mua chuộc con. Hãy làm xong bài tập về nhà cho tốt thì mẹ sẽ cho con 5 đô la, đại khái vậy, hiểu không? Học tập là tốt cho con. Có lẽ quý vị không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào từ con, bởi vì con mình là người học hỏi, tốt nghiệp và sau đó tìm được một công việc tốt và quý vị có thể không còn trên trần gian để hưởng tiền của con nếu con cho quý vị đồng nào. Tuy nhiên, quý vị muốn con đi học vì điều đó tốt cho tương lai của con mình. Vì vậy, quý vị cần phải thúc ép, khích lệ hoặc thậm chí đe dọa con. Đôi khi, quý vị phải mua chuộc cho con 5 hoặc 10 đô la để con ngoan ngoãn làm bài tập về nhà. Mẹ sẽ đưa con đi chơi để mua đồ uống ngon hoặc kem thuần chay.
và để vui chơi một chút sau khi con làm xong bài tập về nhà. Ví dụ như thế, nếu không bố sẽ đánh đòn con. Ví dụ như vậy thì con mới làm. Đầu óc của chúng ta cũng như một đứa trẻ, thích dễ dãi thôi và không thích làm việc. Cũng giống như vậy, thành ra kỷ luật là cần thiết. Người kế, nhanh lên nếu không tôi sẽ chạy mất. Kính chào sư phụ. Đầu tiên con xin cảm ơn sư phụ. Kể từ khi con được thọ tâm ấn, con đã nhận được rất nhiều giá trị từ sư phụ. Mỗi ngày con dường như sống dựa những phép lạ vô tận, quá nhiều không thể nói hết. Bây giờ con xin hỏi sư phụ một câu được không ạ? Cách đây không lâu sư phụ có nói rằng địa cầu của chúng ta đang gặp tình trạng khó khăn. Ngài đã thúc giục chúng con nhanh chóng quảng cáo truyền hình vô thượng sư để cứu địa cầu. Con có thể biết liệu tình trạng này đã được chuyển biến tốt đẹp chưa ạ? Cô không thấy sao? Không cảm thấy cải tiến chút nào sao? Con nghĩ nó đã được cải tiến. Đúng rồi. Phải chăng điều đó có nghĩa là thời gian khó khăn đã qua? Không chắc chắn. Nếu quý vị không tiếp tục nỗ lực làm việc, nó sẽ trở lại. Kẻ thù rất dễ tìm. Phúc thần thì rất khó nắm lấy. Vì vậy, hãy tiếp tục cố gắng làm việc. Đừng hỏi tôi rồi nói, ôi sư phụ, bây giờ nó ổn rồi. Mình có thể thư giãn và vui vẻ. Không phải như vậy. Chúng ta vẫn còn thế giới này. Không phải ở trên thiên đàng. Cho nên đừng hỏi tôi liệu chúng ta có thể thư giãn hay không, cứ tiếp tục làm việc. Dạ, xin cảm ơn sư phụ, không có chi. Nhưng nó đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Ai cũng biết mà, quân đội Mỹ đang rút quân. Vương quốc Anh đã rút một phần. Họ cũng đang rút quân. Pháp cũng đang rút quân. Nhiều nước đang rút quân. Ngoài ra, họ còn ký nhiều hiệp ước hòa bình. Dĩ nhiên là vẫn có một số xung đột đây đó, nhưng đã trở nên hòa bình hơn. Thế giới hòa bình hơn, và các quốc gia đang giúp đỡ lẫn nhau, các quốc gia đoàn kết với nhau. Hiện nay, tất cả các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc đang cùng nhau mỗi ngày hoặc thường xuyên tìm giải pháp để thanh lọc và giải độc địa cầu. Họ ngày càng làm tốt hơn để bảo vệ môi trường và để bảo vệ địa cầu chúng ta. Quý vị thấy đó, có tin vui trên truyền hình vô thượng sư mỗi ngày. Trước đây, quý vị không thấy nhiều tin vui như vậy. Bây giờ, dường như mọi người đều làm những việc theo cách chúng ta thích, phù hợp với những gì chúng ta muốn. Họ đang làm việc theo hướng đó. Quý vị nên tự chúc mừng mình. Như vậy đã là tốt lắm rồi. Bất kể có một số nghiệp chướng, dĩ nhiên nghiệp chưa được tiêu trừ hoàn toàn do nghiệp cá nhân hoặc cộng nghiệp. Tuy nhiên, tóm lại, địa cầu chúng ta đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều. Như có thêm nhiều người, tốt hơn về mặt đạo đức và tâm linh, nhiều xu hướng giúp đỡ lẫn nhau và giống con người hơn. Bây giờ chúng ta giống con người hơn. Người như thuyền qua sông. Được chưa? Người kế. Trung Quốc hả? Thưa sư phụ, con đến từ Cameroon ở Tây Phi, hả? Dạ, châu Phi ạ. Chúng con đã và đang quảng bá truyền hình vô thượng sư ở Cameroon và các quốc gia lân cận. Tuy nhiên, tốc độ Internet trong khu vực đó không lý tưởng lắm. Dĩ nhiên rồi, nhiều khán giả chỉ có thể nghe thấy âm thanh mà không xem được hình ảnh. Có còn hơn không? Vẫn có phước báo. Trước đây, con đã viết một bản kiến nghị để tìm hiểu khả năng phát sóng qua vệ tinh. Qua vệ tinh phát sóng các chương trình trên truyền hình vô thượng sư tới châu Phi. Hiểu. Họ hỏi âm là họ sẽ cho con câu trả lời sau kỳ bế quan tại Đài Loan Formosa. Sau đó con không nghe gì nữa hết. Có cần nhiều tiền không? Con không chắc lắm về điều đó. Anh không biết chắc, nhưng anh muốn làm. Nếu anh muốn nói với người ta anh muốn gì, anh phải lập một danh sách trước, liệt kê tất cả những thuận lợi và bất lợi. Ngoài ra, cần phải có tiền và thời gian và liệu nó có khả thi không, hiểu không? Đừng tùy tiện đưa rêu cầu như vậy. Và theo những gì con thấy trên Internet, công ty vệ tinh truyền hình ở châu Âu là cùng một công ty truyền hình ở châu Phi. Cùng một công ty không có nghĩa là họ sẽ cung cấp cho anh dịch vụ miễn phí. Người kế, xin cảm ơn sư phụ về tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng con. Con cảm ơn sư phụ. Con có một câu hỏi. Trong giấc mơ,
Nếu vì sợ hãi mà con sát sanh, cái này có tính là phạm giới sát sanh không? Sát sinh gì? Ồ, sợ. Dạ, mơ thì không sao. Tuy nhiên, nó cho thấy rằng ý thức vẫn chưa hoàn toàn trong sạch. Dạ, nhưng con cảm thấy là con thực sự rất sợ. Vậy thì hãy thiền thêm và sám hối thêm. Dạ vâng, con có một câu hỏi khác. Con gái con đã hơn 5 tuổi và cháu thực sự muốn được thọ tâm ấn và theo sư phụ tu hành. Đợi thêm chút nữa. Đợi đến 6 tuổi rồi thọ tâm ấn. Dạ, đợi đến khi cháu 6 tuổi à? Hoặc đợi đến khi sư giả Quan Âm đến. Nếu hỏi bây giờ, tôi không thể làm được. Người kế. Thưa sư phụ, mỗi lần, một lần nọ khi con đang thiền, cô ghi danh cho cháu trước. Khi được 6 tuổi, cháu sẽ thọ tâm ấn. Khi cô đang thiền rồi sao? Thưa sư phụ, một lần nọ khi đang thiền, con cảm thấy trước khi con đến thế giới này, con đã hứa với sư phụ. Tuy nhiên, con không thể nhớ điều gì con đã hứa. Con xin hỏi sư phụ, có cần thiết phải biết không? Tôi không biết. Cô hứa mà cô không biết thì làm sao tôi biết? Con đã và đang lãng phí thời gian thế giới này quá lâu. Không thể nào. Nếu là lời hứa thì chắc chắn muốn làm những điều tốt. Vậy nếu cô thấy việc nào tốt mà cô cảm thấy mình nên làm thì cứ làm đi. Dạ, nghĩa là lời hứa của cô trong tiềm thức đi ra để nhắc cô. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cứ làm những việc tốt. Nếu không, chúng ta đến thế giới này còn có thể làm gì đây? Làm điều tốt, phải không? Không quan trọng là cô đã hứa gì. Tôi hứa nghĩa là tôi đồng ý với điều gì đó. Tôi hứa sẽ tu hành. Khi tôi xuống đây, tôi chắc chắn sẽ giúp sư phụ truyền bá giáo pháp như là một số công việc nào đó hoặc làm việc tại các trung tâm thiền, vậy thôi. Chứ còn gì khác đây? Tôi biết có lẽ quý vị đã hứa với tôi sẽ không xuống địa ngục nữa. Tôi biết nhiều người đã hứa như vậy. Quý vị phải nhớ kỹ. Quý vị làm gì cũng là cho chính mình, chứ không phải cho tôi. Đừng nghĩ rằng quý vị làm việc cho tôi, không phải vậy đâu. Một số người cũng có loại năng lực đó mà có thể thấy nhiều thứ. Ví dụ, một số người có thể nhìn xuyên tường. Năng lực của họ vẫn còn lưu lại từ những kiếp trước. Một số người có thể thấy từ trường hào quang, họ có thể thấy ánh sáng. Cổ quý vị tối hay sáng như thế nào? Một số người quý vị không thể ảnh hưởng họ vì năng lực của họ. Trên thiên đàng cũng như vậy. Không chỉ ở thiên đàng thôi, mà một số tinh cầu cũng như vậy. Không chỉ các tinh cầu, có những nơi cho những người đó sống. Những nơi như thế, nơi người thường chúng ta không thể nhìn thấy họ. Nhưng họ cũng có thân thể, chỉ là vi tế hơn, nên chúng ta không thấy họ giống như người thường chúng ta. Sau khi chúng ta chết, nếu tới cõi giới Atula, chúng ta vẫn có thân thể giống hệt như thân người này, chỉ là những người thường còn sống, không thể thấy được. Chỉ chúng sinh Atula mới thấy. Chúng sinh Atula có thể thấy thân thể Atula, vì vậy cũng có thân thể. Trên các tinh cầu khác, họ tôn trọng người ta bằng cách quan sát. Mức độ được tôn trọng tùy vào hình dáng bên ngoài từ trường của quý vị. Sáng và rạng rỡ thế nào? Quý vị càng sáng thì càng được kính trọng và được tôn kính như những bậc huynh trưởng. Trong thế giới chúng ta, nếu quý vị nhận được nhiều phiếu bầu hơn hoặc gian lận phiếu bầu, quý vị cũng sẽ được tôn trọng. Quý vị có thể chạy quanh bằng máy bay miễn phí và được chào đón bởi một đám đông lớn hoặc bởi một cuộc diễu binh. Tuy nhiên, trên các tinh cầu khác, quý vị không thể gian lận như vậy. Ánh sáng bao quanh quý vị, hào quang. Tiếng Hoa nói sao? Vầng hào quang. Vầng hào quang, đúng vậy, mọi người có thể nhìn thấy hào quang xung quanh quý vị. Trên tinh cầu này, thì như vậy đó, nếu hào quang của quý vị tối, họ sẽ để quý vị yên. Chẳng hạn như họ không giao du với quý vị nữa, quý vị sẽ rất tự do tự tại. Vì vậy, trên loại tinh cầu đó, nếu muốn được tự do tự tại, thì hãy làm mờ hào quang của mình. Người ta sẽ không đến làm phiền quý vị. Ngược lại, đối với những người có hào quang rạng ngời, người ta sẽ quay quanh quý vị. Sùng bái quý vị, muốn kết bạn, viếng thăm quý vị, muốn tu hành với quý vị.
muốn đến gần và quý vị sẽ khó chịu. Muốn nếu muốn yên tĩnh thì hãy làm hào quang của mình tối đen, rồi không ai sẽ muốn đến gần quý vị. Trên địa cầu thì ngược lại, có người hào quang rất tối và đen, nhưng chỉ vì họ có máy bay riêng và được quân đội bảo vệ và ngồi trong pháo đài của họ, thì người ta sẽ tôn trọng họ. Người ta phải đến thăm viếng và khấu đầu lại họ, thậm chí phủ phục và vân vân. Trong một số đền thờ, người ta cũng làm vậy. Hào quang của họ tối đen, trông rất nực cười. Một số còn hơn là hoàn toàn đen và pha trộn với nhiều màu sắc. Đó là màu đen, xám và màu cà phê, thành loại màu đen thô, không phải loại màu đen mịn. Thậm chí nói về điều này, tôi cũng muốn chuyển sang màu đen. Nói tới họ, tôi cũng muốn nghẹn. Loại ánh sáng sần sùi đó nói làm sao? Ở dạng cục, ánh sáng đục, nó ở dạng cục, thành khói ở dạng cục, không mạnh. Và có một số loại màu đen rất đẹp, màu nhung đen cũng rất đẹp, không giống loại này, như từng mảng, rất dày và rất cứng, hiểu không? Đục ngầu, không phải thế, rất đen và cứng. Con đã vứt hết tất cả các chương trình ở bên đó để đi. Chương trình hả? Con thì ngôn ngữ không có nhiều, thành ra con cảm nhận được tình thương. À. Anh ấy nói rằng tôi mang tình thương tới Áo và anh ấy cảm nhận được. Ở khắp mọi nơi, không chỉ ở Áo, ít ra là ở châu Âu, phải không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Nó lan ra như dầu, như giọt dầu loang, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Vậy tốt. Còn câu hỏi nào nữa không? Câu trả lời. Còn gì khác không? Thưa sư phụ, chúng con nhận được một thông điệp từ trung tâm Iran cho ngài. Vậy à? Họ nói rằng họ thật sự vinh hạnh nhận được lời mời của chúng ta cho buổi hội thảo. Nhưng đáng tiếc là không ai trong họ có thể đến vì vấn đề thị thực. Họ có vấn đề à? Dạ, phải mất khoảng một tháng. À, tôi hiểu. Để có được thị thực ở Áo, nên họ không thể đến kịp. Dĩ nhiên rồi, không sao đâu. Cứ cho họ biết, để ai đến được thì đến. Tôi không kỳ vọng mọi người sẽ đến. Thứ nhất, chúng ta không có đủ chỗ. Thứ hai, tôi cũng biết có một số vấn đề thị thực. Một số người châu Phi cũng không đến được. Hãy cầu nguyện rằng ngày nào đó sẽ không còn thị thực vớ vẩn nữa. Và mọi người có thể tới lui bất cứ khi nào Thượng Đế dẫn họ tới. Tôi thương người Iran rất nhiều. Không biết tại sao. Chỉ thông cảm với họ vì họ đang gặp khó khăn và họ khóc mỗi ngày. Tôi nghĩ vậy. Không chỉ người của tôi mà là toàn bộ người Iran. Tôi cảm nhận điều đó mỗi ngày. Nên tôi thật sự chỉ muốn, nếu quý vị có thể đến, chỉ là an ủi và vui vẻ như thế cho quý vị, cho mọi người quý vị. Thế thôi. Nhưng nếu họ không đến được cũng không sao, không phải lỗi của họ. Có lẽ lần tới chúng ta sẽ cho mọi người biết sớm hơn chút, biết trước. Nhưng đôi khi không được như thế. Khi chúng ta đến ở lâu hơn thì như bên Thái Lan tôi không thể ở lại lâu. Đại khái như thế. Luôn luôn có gì đó. Chúng ta cố gắng hết sức. Nhưng không sao, mình cố gắng hết sức. Sau này chúng ta có thể sắp xếp gì khác. Vì vậy, nếu họ đến châu Âu, họ phải nộp đơn vào một quốc gia, hoặc chỉ cần vào một quốc gia là có thể đi khắp mọi nơi. Và nếu ở trong khối Schengen, vâng, họ có thể chọn chỉ Schengen thôi. Họ hiểu, nhưng nó bên ngoài. Tôi hiểu như thế này là tốt rồi. Lần tới họ có thể nộp đơn trước một tháng và lấy visa sẵn sàng. Visa đó có thời hạn bao lâu? Con nghĩ là 6 tháng. Hiểu. Con không chắc, nhưng con nghĩ còn tùy. Dạ, đôi khi 3 tháng, đôi khi 6 tháng. Thì thật du lịch chỉ có 1 tháng thôi. Ồ, vậy à? Thông thường là vậy. Họ có 6 tháng để vào quốc gia này. Và khi nhập cảnh, họ chỉ được ở lại tối đa 1 tháng. Tối đa ở lại 6 tháng. Dạ không, 1 tháng. 1 tháng. Nhưng trong vòng 6 tháng, họ có thể đi bất cứ lúc nào. Họ có thể đi du lịch. Tôi hiểu. Vậy thì được rồi. Tốt lắm. Mỗi năm.
họ nộp đơn xin trước. Và nếu họ không đi thì ít ra chính phủ nghĩ rằng à, họ không đi, họ chỉ nộp đơn nhưng họ không đi, ít ra họ không gian lận hay gì đó. Họ nộp đơn xin lại và vậy tốt, và có lẽ họ hy vọng lần này họ đi. Quý vị có thể đi và nói, ồ, lần trước chúng tôi nghĩ là sẽ đi nhưng biết không, vấn đề tài chính hoặc không cảm thấy muốn đi, nộp đơn xin lại, không ai sẽ nói gì, phải không? Đó là điều tôi thích về các quốc gia thuộc khối Schengen. Thấy đó, ít ra khi quý vị nộp đơn nhập cảnh vào một quốc gia, quý vị có thể đi các nơi. Tôi thích kiểu tự do, tin tưởng lẫn nhau này, nhưng sẽ sớm được như thế. Tôi hy vọng vậy. Nếu không thì thật sự là quá sức chia rẽ giữa con người, quá mất. Nhưng dĩ nhiên là nhân loại cũng cần phải học. Nhiều nước cũng phải bắt kịp lẫn nhau trong lối suy nghĩ của họ nữa. Họ phải thay đổi quan điểm của họ, cách suy nghĩ của họ và cách sống của họ này nọ nữa. Nên không chỉ là lỗi của một quốc gia, mà chỉ là toàn bộ lối suy nghĩ của nhân loại và ở các vùng khác nhau. Đôi khi có một chút xa lạ đối với những vùng khác hoặc không chấp nhận được, hoặc có lẽ một chút hoảng sợ hoặc sợ hãi hay không phù hợp lắm, bất cứ gì. Vì thế, toàn thể nhân loại phải thay đổi, và rồi biên giới sẽ được xóa bỏ, chỉ tự động thôi. Giống như quý vị có thể thấy các quốc gia thuộc lối Schengen, nội trong các quốc gia Schengen, quý vị thấy lối suy nghĩ hầu hết tương tự, quý vị có thấy điều đó hay không? Dạ thấy. Tương hợp hơn. Vì vậy, nếu có quốc gia khác cũng nâng cao hoặc cũng tương tự thay đổi để có thái độ tinh thần tương hợp, lối suy nghĩ tương hợp, thì cũng sẽ không còn biên giới nữa. Khối Schengen sẽ được mở rộng và mở rộng. Và điều đó sẽ rất tốt. Ít ra là toàn bộ châu Âu nên thuộc khối Schengen. Dạ. Và vùng lân cận của châu Âu. Ý tôi không phải là Liên hiệp châu Âu này thôi. Tôi không có ý đó. Ý tôi là trên lục địa rộng lớn này, mọi quốc gia nên trở thành Schengen. Thật xấu hổ nếu chúng ta không như vậy. Quý vị không nghĩ vậy sao? Dạ có. Sao cũng được. Nhưng vấn đề tương tự là với chúng ta đang thay đổi. Dạ, với thị thực người dân Serbia, họ cần nhiều thời gian hơn một chút để xin được thị thực. Vậy có lẽ họ muốn đến. Dĩ nhiên là họ muốn. Bây giờ có một số đồng tu. Nhưng nếu có lẽ, nếu Ngài biết trước khi nào chúng ta gặp, chúng ta đã nói về điều đó rồi. Nhưng có lẽ chỉ dành cho mấy quốc gia đó, ví dụ Nga, Iran, Serbia và tương tự. Sư phụ có thể nói trước một tháng rằng sẽ có một buổi họp mặt chỉ cho mấy quốc gia đó thôi. Chỉ cho mấy quốc gia đó. Không cho các quốc gia khác. Vậy, quý vị nghĩ họ sẽ để tôi an yên, chỉ để với người Serbia thôi à? Đối với chúng con, đến đây rất dễ. Bất cứ lúc nào sau này, bất cứ lúc nào sư phụ nói trước 3 ngày, được, nhưng quý vị nghĩ người Serbia và người Romania v.v. họ sẽ giữ im lặng về mọi điều đó sao? Con hy vọng vậy. Không ai khác biết bất cứ gì về điều đó. Tôi còn không biết ngày nào tôi sẽ đến. Thế nhưng mọi người đã biết rồi. Mà thậm chí tôi không nói. Bởi vì lẽ ra tôi đến sớm hơn nhưng không thể. Quý vị thấy không? Thế nên thật ra tôi thậm chí còn không biết khi nào tôi sẽ đến. Nhưng họ biết rồi. Mọi người đều biết. Họ bảo lẫn nhau. Bởi vì bè bạn. Lần này tới giúp cậu. Lần tới cậu nói tôi biết nha. Họ bè bạn với nhau. Họ luôn luôn bán tôi. Được rồi, tôi muốn làm như vậy để quý vị được thông tin hơn. Chỉ không may, không luôn luôn khả thi. Thưa sư phụ, nước Ý là quốc gia thuộc gói Schengen và ranh giới xung quanh toàn là biển. Có một vùng tên là Abruzzo, nơi liên lạc viên thành phố Becara sinh sống. Cô ấy đang tìm đất và dường như có nhiều chỗ để mua rất gần biển. Chỗ đó rất ổn định. Nước Ý chắc chắn có thể dùng lực gia trì của sư phụ.
Nếu sư phụ có nghĩ tới thì Ngài chỉ cần nói một tiếng. Tôi không biết. Quý vị làm gì thì làm ha. Có điều đôi khi chúng ta cũng cần một chút nhân duyên với miền đất đó. Đôi khi có thể nó tốt cho quý vị nhưng không tốt cho tôi. Tôi vẫn còn sợ những người La Mã. Nhưng có lẽ mình có thể làm gì đó. Sao quý vị cười? Tại sao cười? Đề cập trong Kinh Thánh. Về người La Mã, đúng rồi, người La Mã. Nhưng quý vị sẽ biết, cái gì phát triển thì sẽ phát triển. Và chúng ta sẽ thấy, không biết có phải nước Áo may mắn không. Tôi vừa mới tới đây thì tôi nói, sao không mua một chỗ, thế là tôi mua. Rồi mọi người tới, đó là một việc tốt, nhưng nước Ý thì tôi không biết, chưa biết nơi nào nữa. Tôi không muốn nhìn xa quá, từng ngày một thôi. Mỗi lần một thứ thôi, chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra, đó là triết lý của tôi. Tôi nghĩ thế. Tôi không biết gì hơn như vậy. Chỉ biết chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra. Như vậy thì tốt cho tôi. Hả? Dạ, vậy đủ rồi. À, đủ rồi. Trời ơi, còn hơn là đủ. Nếu mình biết. Vì vậy mà tôi cũng cần phải trả một cái giá. Không phải tiền, không phải giá tiền. Cái giá về thân thể. Này, thấy cánh tay đây không? Những chuyện tương tự đôi khi xảy ra. Bởi vì cái này nó trở thành cái kia. Bởi vì cái kia nó dẫn tới cái nọ và cái nọ ảnh hưởng dây chuyền đó. Thành ra phải trả giá cho đủ thứ. Thôi kệ. Vậy thôi, hết câu hỏi rồi hả? Không, không nói nữa sao? Nothing you want to tell me? Không có gì để nói tôi nghe à. Ngoài trừ mua trung tâm cho quý vị, còn gì nữa không? Xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Chúng con vừa nói chuyện với nhau rằng chúng con ở Bosnia hồi đầu tháng và có một buổi giảng pháp qua ban thâu hành tại Sarajevo và mọi người rất thích. Ồ, tốt quá. Gần 30 người tới. Ồ, tốt quá. Và chúng con tặng rất nhiều tài liệu. Bởi vì họ không có nhiều tiền. Họ không có hả? Nên chúng con tặng mọi thứ miễn phí. Họ hết sức vui mừng. Họ rất là đơn thuần và thành tâm. Ờ, một quốc gia tốt như vậy. Chúng con cảm thấy rất nhiều giá trị. Vậy tốt. Quý vị nên làm việc như vậy. Dạ, như nước Ý. Họ hay hỏi tôi, họ nói làm gì? Quý vị phải nghĩ ra cái gì để làm chứ. Nếu đói bụng, quý vị không nghĩ. Làm gì để lấy đồ ăn sao? Cứ làm mọi thứ giống như mình đang đói vậy. Rất là đơn giản. Rồi, còn gì nữa không? Nhưng cảm ơn anh về việc đó. Cảm ơn anh vì người Bosnia. Họ cần vậy. Họ cần nhiều tình thương và sự giá trị. Thấy đó, nếu quý vị không có gì làm thì tiết kiệm tiền điện, tiền nước. Như cách tôi khuyên quý vị tối hôm qua, thì quý vị có thể đi mọi nơi, in một số tài liệu đem cho người ta. Quý vị để dành, dùng ít nước nóng, tắm nhanh hơn. Đừng để nước chảy liên tục trong lúc tắm vòi sen, đừng để nước chảy liên tục trong lúc đánh răng. Tắt máy vi tính, tắt đèn khi không cần dùng, tắt tất cả những gì chế độ chờ mà mình không cần. Thì quý vị sẽ bớt được 10% phí tổn, tiền nước, tiền điện cộng lại. Rồi với số tiền đó, quý vị làm những gì mình muốn, ngay cả chi tiêu cho mình, tiêu khiển hoặc giúp người nghèo, giúp trẻ em mồ côi, bất cứ gì quý vị có thể làm được, ráng xài tiết kiệm để dành tiền bất cứ cách nào có thể. Không phải vì tiền bạc thôi mà còn cứu địa cầu nữa. Trong nhà tôi tắt tất cả những gì tắt được, tất cả máy móc ở chế độ chờ, bất cứ gì, máy vi tính, truyền hình, tắt hết, không để gì ở chế độ chờ. Thật ra quý vị không cần phải ngày nào cũng tắm. Có thể dùng kiểu lau mình. Có những loại khăn giấy ướt làm bé này nọ. Dùng khăn ướt em bé trước. Một, hai miếng là đủ rồi. Sau đó lau lần nữa bằng khăn thấm nước. Thế là sạch.
mỗi ngày thơm tho, vậy là đủ sạch rồi. Rồi mỗi tháng tắm một lần, hay là mỗi năm một lần, làm được mà. Quý vị có thể làm như thế, thậm chí một tháng một lần cũng được, hoặc một tuần, hoặc hai tuần một lần. Nếu lao mỗi ngày như vậy thì không cần tắm. Đôi khi mình ra ngoài đầu tóc cũng dơ vì bụi bặm, quý vị chỉ dùng khăn ẩm lao đi, lao hết, lao giống như lao quần áo. Quần áo cũng có thể lao luôn. Quý vị không cần phải thay đồ, giặt đồ mỗi ngày. Giữ sạch sẽ như vậy, tiết kiệm được nhiều tiền và tài nguyên cho địa cầu, cho tinh cầu này. Nếu mỗi người biết tiết kiệm một chút thì cần nhiều lắm. Rồi đi với nhau một xe, hay là đi xe buýt hoặc đi xe lửa, thay vì lúc nào cũng lái xe, cũng tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và tài nguyên. Làm gì được thì quý vị làm, hoặc sống cùng nhau. Tối hôm qua tôi đã nói rất nhiều về điều đó rồi, tôi không muốn nói lại nữa. Băng hình sẽ ra cho quý vị xem. Có lẽ tôi nói với quý vị một chút, quý vị có thể sống chung một căn hộ, thay vì mỗi người sống một căn phòng rộng quá và nhiều chỗ trống. Hùng nhau trả tiền thuê nhà, thay vì trả mỗi tháng 400, thì trả 100 thôi, hoặc thậm chí 50 âu kim thôi. Nếu nhiều người sống trong nhà quý vị, chịu đựng nhau một chút, hoặc chia nhau mọi thứ, nếu đóng tiền nấu ăn, chung với nhau thì rẻ nữa, mọi người dùng một bóng đèn thôi. Thay vì mỗi người một bóng, không bao lâu, quý vị sẽ biết mình để dành được bao nhiêu. Và tất cả số tiền này, quý vị có thể làm những gì mình muốn. Tiền bạc cũng là tự do. Rồi số tiền tiết kiệm được đó, mình có thể kiểm soát được. Thay vì lúc nào cũng lo lắng trả tiền hóa đơn hàng tháng, tiền cứ đi ngoài vòng kiểm soát của mình. Số tiền để dành là số tiền mình kiểm soát được. Cảm thấy thoải mái về điều đó. Có thể làm những gì mình muốn, bất cứ gì, truyền bá giáo pháp, cho tiền người nghèo, làm bất cứ gì mà lòng mình cảm thấy mãn nguyện, vì đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Đừng có lãng phí vào những gì xa xỉ hoặc vì muốn khoe khoang. Mình có nhà cao, cửa rộng, hồ bơi hoặc xe lớn, bất cứ gì, mua một căn nhà nhỏ hơn. Để dành tiền, thì quý vị có thể nghỉ hưu sớm hơn. Nếu con cái lớn hết rồi thì đâu cần nhà rộng nữa. Mình bán nó đi, mua căn nhà nhỏ hơn hoặc đi thuê, hoặc mua một căn hộ và sống chung với hai ba người khác, rồi chia tiền thuê. Dù sao, quý vị có làm gì đâu, quý vị đâu có ngủ giường nữa, quý vị thiền cả ngày, cả đêm mà. Vậy cần nhiều phòng để làm chi? Dạ, đúng vậy, cần giường làm gì? Nếu quý vị ở chung với nhau, có thể còn mạnh hơn nữa để thiền cả đêm với nhau. Dù nằm xuống, ngủ trên sàn, có sao đâu, ai mà bận tâm, dù sao, ai mà cần giường. Ở đây, họ chuẩn bị cho tôi một cái giường, chứ nhà tôi không có giường. Hầu như là tôi ngủ dưới đất, hoặc là mỗi người một tấm đệm thì cũng được. Chúng ta có đệm thiền mà quý vị có thể trải ra làm thành giường luôn. Dù sao quý vị muốn ngủ vào lâu đâu, tiết kiệm được chừng nào tốt chừng ấy. Sống chung với nhau thì sẽ thấy mỗi tháng, ví dụ thay vì trả chẳng hạn như 200 âu kim cho một căn hộ của mình, thường thì nhiều hơn vậy đúng không? Dạ, bao nhiêu? Dạ, 5. Tối thiểu là 400. Tối thiểu. Hiểu, 400 cho một mình quý vị thôi. Và quý vị kiếm được có lẽ 1.500, trả hết 1/3 rồi, riêng tiền thuê nhà thôi, rồi còn tiền điện, tiền nước, cộng thêm những tiền khác nữa, bảo hiểm, bất cứ gì. Thế thì nếu sống chung đi một xe, chở nhau đi làm, có lẽ sớm hơn thường lệ một chút. Vì phải cho mọi người xuống, tùy theo, nếu đi làm gần nhau hay không, hay là đi xe buýt hoặc bất cứ gì, nếu chung với nhau thì chắc chắn rẻ hơn. 4 người một căn hộ cũng được, không cần phải có một phòng ngủ, 2 phòng ngủ, cứ ở chung với nhau. Căn hộ nhỏ là được rồi, ai bận tâm. Căn hộ với 2 phòng ngủ, để làm cái quái gì, quý vị thậm chí chẳng bước chân vào phòng kia, để đủ thứ đồ vớ vẩn trong đó, rồi 1.000 năm không thèm nhìn tới. Chỉ vì có nhiều đồ, rồi mình nghĩ rằng thêm phòng nữa mà chẳng bao giờ dùng tất cả mấy đồ để trong đó. Ta bảo đảm, lựa ra quý vị sẽ không cảm thấy có gì mình thật sự cần. Chỉ vì mình có nó nên muốn cất giữ thôi. Tối hôm qua, tôi đã kể câu chuyện nực cười về lều của tôi. Quý vị có thể nghe về điều đó. Tôi đã nói với nhóm làm việc. Nếu muốn coi bằng đó, hôm nay có thể cho họ xem hoặc sáng mai cũng được. Chỉ bằng thao âm, họ chỉ nghe, không có hình, không có tiếng nói.
Để quý vị biết ta nói về điều gì. Có lẽ quý vị cũng có thể thông dịch, không quan trọng, thật sự không nhiều. Vậy thì dùng hệ thống thông dịch cũng được. Dạ đúng. Không có gì chính trị cả. Có không? Thật sự không có gì. Chỉ cho vui thôi, không sao cả. Yes, you will see how much money quý vị sẽ thấy tới cuối năm mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Giả sử quý vị có một căn hộ trả 400 một tháng, nhưng bốn người trong đó thì quý vị chỉ trả 100 thôi. Vậy mỗi tháng được bao nhiêu? 300 ao kim. Số tiền đó, làm việc ít nhất cũng phải là một tuần. Tôi muốn nói tiền mặt đó, chưa nói tới chuyện thuế này nọ cộng lại. Tiền ròng quý vị phải làm việc một tuần, hoặc ít nhất vài ngày mới có được. Vài ngày này quý vị có thể về hưu sớm hơn. Rồi cuối năm, coi để dành được bao nhiêu. Ít nhất là 4.000, phải không? Hay là 3.000? 3.000 hả? Dạ, 3.600. Thêm nữa, tiền điện ít hơn. Vì tất cả quý vị dùng cùng bóng đèn nấu ăn chung. Thức ăn khi mà nấu chung nó rẻ hơn. Ăn chung cũng vui hơn nữa. Tại sao phải về nhà ăn một mình ở trong góc tối cạnh bồn rửa bát? Như mấy người độc thân. Đồng thời cũng giúp nhau việc nhà đủ thứ. Quý vị sẽ thấy ngay cả tiền xăng cũng bớt, cái gì cũng bớt, và giúp nhau sửa nhà này nọ, không cần phải gọi người tới. Cái gì cũng bớt, và tiền nhiều hơn vì có nhau, khuyến khích lẫn nhau. Nếu người này ngồi, người kia cũng muốn ngồi, và mấy người khác cũng muốn gia nhập. Rồi bốn người, bốn vị thần ngồi đó với nhau, mọi thứ sẽ tốt hơn. Cố gắng tiết kiệm như vậy nha. Khỏi cần riêng tư, cần chỗ riêng để làm gì? Quý vị đang làm gì mà tôi không được nhìn? Ngoài trừ đi vệ sinh, nha. Có gì riêng tư hơn về đời quý vị? Như mấy, nhất là mấy người độc thân. Quý vị có chuyện gì riêng tư đâu? Mấy chuyện bí mật? Để làm chi? Thật sự không có. Cho nên nếu cảm thấy có thể hy sinh một chút riêng tư cá nhân, thì sẽ được 300 đô la mỗi tháng. Thấy được không? Hãy nghĩ đi. 300 âu kim là 300 âu kim. Trong túi mình, tiền ròng không thuế. Rồi quý vị có thể làm những gì mình muốn, không ai nói gì cả. Trời ơi, 300 âu kim. Đổ mồ hôi nhiều lắm mới được, đúng không? Dạ đúng. Gửi vào ngân hàng, nó sẽ tăng lên rất nhanh. Rồi quý vị sẽ trở nên giàu có vào cuối đời. À, vậy đó, thật đó. Quý vị sẽ được 30.000, 50.000 âu kim để dành vào lúc về hưu. Hãy nghĩ đi. Một năm thí dụ được 3.000. 10 năm 30.000. 20 năm 60.000. Hiện giờ quý vị có như vậy trong tài khoản không? Không, hiểu ý ta nói không? Để tiền đó qua một bên, quên nó đi. Bỏ nó vào tiền gửi cố định, nó sẽ tăng nhiều hơn 30.000 vào lúc cuối đời. Nếu quý vị để 30.000, không phải để cùng một lúc. Dù vậy, mỗi năm nó sẽ tăng thêm. Rồi quý vị sẽ được ít nhất 50.000 từ 30.000 đó, qua lợi tức. Hoặc là quý vị đầu tư vào gì đó. Hãy nghĩ đi nha. Bây giờ tôi tiết kiệm cho quý vị nhiều tiền lắm rồi, như là không hút thuốc, không ăn thịt, để dành được nhiều lắm. Nhờ vậy mà quý vị được đi nghỉ mát thường xuyên như vậy. Có được kỳ nghỉ mát như vậy thật là tuyệt vời. Bởi vì nhìn này, nếu trời mưa, du khách không làm gì được, ngồi trong phòng và chờ. Nhưng quý vị không phải làm như vậy. Nếu trời nắng, thích đi ra biển thì ra. Nếu trời mưa thì thiền. Luôn luôn có lợi. Không bao giờ lo mưa hay không mưa. Khi trời mưa, quý vị có thấy khổ không? Dạ không. Có làm hỏng kỳ nghỉ mát không? Không. Thậm chí còn thấy khỏe hơn, mát hơn. Mát mẻ hơn, ngồi thiền tốt hơn. Dạ.
À, làm chúng ta dễ chịu, bình tâm. Đúng, trong lúc thiền nghe âm thanh thiền nào tại, thật dễ chịu. Quý vị nghe âm thanh thiền nào tại và cảm thấy dễ chịu, thấy không? Chúng ta luôn được lợi. Từ khi quý vị vào gia đình Quán Âm, quý vị luôn luôn được lợi, không tốn tiền cho thuốc lá. Bởi vì họ nói, chỉ 3 ô kim một gói thôi, nhưng 10 gói là 30 ô kim rồi, 100 gói 300 ô kim, 1.000 gói 3.000 ô kim, và họ hút hoài. Rồi họ than là không có tiền cho cái này, không có tiền cho cái kia, nhà bị hư, không thể sửa chữa, thì ngưng hút thuốc đi. Hay là ngưng đủ loại rượu, rượu và thuốc lá cũng đắt lắm. Quý vị trả nhiều tiền mà hôi nước mắt của mình để hạ độc chính mình, không phải kỳ cục sao? Dạ phải. Cho nên bảo rồi, tôi đã tiết kiệm cho quý vị rất nhiều tiền, nhưng tôi không có đòi tiền lời. Quý vị phải vui mới đúng. Bây giờ là lúc quý vị nghĩ xem mình tiết kiệm được gì nữa. Mặc quần áo giản dị, chỉ mua đồ cũ. Không mua đồ cũ, không cần. Không cần cái mức đó. Every season they have clothes on sale. Mỗi mùa, họ có bán quần áo hạ giá, hạ có khi tới 75%. Mình chỉ mua vài ba bộ là đủ, chỉ mua những gì cần thôi, không phải những đồ mình muốn, chỉ gì cần thôi, vậy là đủ. Tôi vẫn còn phải lo nhiều công việc, nên còn phải thiết kế cái này cái kia, nhưng thật ra không cần. Nếu tôi sống một mình, thì thậm chí chẳng cần phải làm gì hết. Lúc nào cũng có gì đó cho mình sống. Hoặc quý vị bán thứ gì đó đơn giản, làm việc 6 tháng, nghỉ 6 tháng để thiền. Hoặc sống với nhau cho rẻ. Bây giờ vì quý vị tu Pháp Môn Quán Âm nên đời sống đã đơn giản hơn rồi, không ước ao sang trọng xa hoa hoặc xe hơi hay bất cứ gì mà không cần thiết nữa. À, quý vị tiết kiệm nhiều lắm rồi, mà quần áo đơn giản, thiền nhiều, ăn thức ăn không cầu kỳ, nên đời sống đơn giản lắm rồi. Cho nên cố gắng xem thử còn gì cho mình cắt bớt nữa không, bán đi những gì mình không cần để có thêm tiền, bỏ vào đầu tư. Hay làm gì mình muốn với số tiền đó, góp tài nguyên với nhau là tốt nhất, ăn với nhau, ở chung cùng một chỗ, cần phòng rộng để làm gì, quý vị phải thiền mà, cho nên một phòng là đủ cho 4 người, không được thì ngủ chồng lên nhau, giữ ấm vào mùa đông, khỏi cần điện, máy sưởi, không cần gì cả, tiết kiệm thêm. Thật ra, nếu quý vị sống chung với nhau thì căn phòng ấm hơn, quý vị biết mà, chắc chắn rồi, hơi ấm của người. Như vậy, mình có thể vặn máy sưởi thấp hơn, cũng tiết kiệm thêm điện hoặc ga. Thật đó, tôi không nói giỡn đâu. Dạ đúng mà. Và dù quý vị quá mệt, thì nằm xuống, ngủ chung, 4 người, ấm lắm, thậm chí khỏi cần điện. Hay máy sưởi không cần vặn cao, quý vị hiểu không? Dạ hiểu. Sau khi thiền, quý vị sẽ ngủ rất ngon. Thật đó, cảm thấy ấm áp tự nhiên. Ngoài trừ tôi, khi nào ra ngoài thiên nhiên và ban đêm 2 độ C thì tôi phải cố gắng. Nhưng quý vị không cần phải làm quá mức như vậy. Ý tôi là nếu quý vị ở chung với nhau đỡ tốn tiền nhiều, nhiều, nhiều lắm. Đi mua sắm với nhau không cần đi một mình, biết không? Trả tiền xăng cho một người thay vì 4 người. Đi mua đồ cho một người thay vì 4 người. Quý vị mua bịch lớn, cỡ cho cả nhà 4 người, rẻ hơn là cho một người. Quý vị tiết kiệm bằng cách đó, rồi tới cuối tháng quý vị sẽ ngạc nhiên thấy mình còn dư bao nhiêu tiền trong túi mà không phải đi làm thêm. Có người làm thêm nhiều việc vì họ cần, nhưng nếu họ cắt bớt chi tiêu trong cuộc sống, chỗ nào không cần thiết, họ sẽ để dành được nhiều lắm, thậm chí không cần làm hai việc. Ở đây, ngay cả khi tôi tới, vẫn thấy tất cả bóng đèn chưa đổi sang bóng đèn tiết kiệm. Nhưng dĩ nhiên không có ai đây, nên cũng được. Nhưng ngay cả chỗ này, nếu không cần đèn thì quý vị tắt đi nhé. Nếu không cần máy vi tính thì quý vị tắt đi ha. Đừng để gì ở chế độ chờ và tất cả đèn ở đó suốt đêm để làm gì. Dạ, đi tới đâu cũng vậy, và khi quý vị ở chung với nhau cũng vậy, quý vị tiết kiệm. Bởi vì tiết kiệm được đồng nào thì tiền đó là của quý vị. Quý vị làm việc cực khổ để kiếm tiền, tại sao lại phải lãng phí, tôi yêu cầu vậy đó. Quý vị cần căn hộ 2 phòng ngủ cho một mình để làm gì? Càng thấy cô đơn hơn. Nhà càng rộng càng thấy cô đơn. Rộng thênh thang và trống trải. Thật đó, làm thử đi. Tệ lắm là thôi, tôi không thích.
À, cô này ngáy, cô kia hôi nên tôi dọn ra. Thế thôi thì quý vị trở lại như lúc đầu. Ai mà nếu quý vị thử mà không được, quý vị phải xem quý vị có hợp với nhau không. Và có tiện đường đi làm, bất cứ gì thử được gì thì thử. Nếu không thích thì tệ lắm là không thích thôi. Và chuyện gì sẽ xảy ra? Không có gì cả, quý vị trở lại về điểm cũ, lại tiêu tiền nữa. Ai bận tâm, đâu có gì xảy ra cho quý vị. Nếu quý vị làm thử, thử đi, tiết kiệm tiền giùm tôi. Sau đó quý vị tiêu xài. Tôi không hỏi đồng nào của quý vị, nhưng nếu có thêm tiền, quý vị sẽ cảm thấy vui. Cách mình để dành, quý vị sẽ cảm thấy vui sướng. Mỗi ngày quý vị đếm, mỗi tháng, ô tháng này mình tiết kiệm được 70 đô la, hoặc 300, chắc chắn là 300. Nếu quý vị mướn một căn hộ, thì chắc chắn là 300. Tiền ròng trong túi, rồi còn để dành thêm từ điện. Nhìn hóa đơn tiền điện, quý vị sẽ thấy sự khác biệt giữa bốn người và một người. Quý vị chia nhau tiền điện của bốn người. Quý vị có hiểu mình tiết kiệm thêm bao nhiêu chưa? Viết xuống hết để biết tường tận là mình đang thật sự để dành. Như vậy, quý vị sẽ vui hơn. Khi trông thấy con số đó, trông thấy nó thật sự đang xảy ra, phải cho rõ mình thấy. Để nó nghe lời mình, ta đang làm đúng rồi. Sau đó quý vị sẽ thấy khích lệ thêm, thì sống cùng với nhau quý vị sẽ cảm thấy vui hơn. Phải ghi xuống tất cả những gì mình tiết kiệm. Thức ăn cũng chia nhau, tiền điện, nước cũng chia nhau, mọi thứ đều chia nhau. Chia ra giữa bốn người quý vị tiết kiệm được rất nhiều. Tin tôi đi, tôi sẽ mở tài khoản, lấy tiền lợi từ điều này, từ điều cố vấn quý vị, bởi vì người làm cố vấn tài chính kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi làm tất cả cho quý vị miễn phí, nhưng xin quý vị hãy làm. Tôi không muốn lấy đồng nào, nhưng xin hãy làm. Tôi sẽ vui nếu đời sống quý vị tốt hơn. Như vậy, quý vị cũng có thể về hưu sớm hơn, thỏa mãn ước mơ của mình. Bộ tất cả quý vị hay nhiều quý vị không muốn về hưu sớm hơn sao? Nhưng bằng cách nào, quý vị phải để dành tiền, đầu tư. Đầu tư số tiền mình để dành và nó sẽ thành gấp đôi, gấp đôi. Rồi, vậy thôi, tất cả đều về tiền bạc, không có gì. Nhưng quan trọng là tiết kiệm tiền. Để quý vị có thể đi bế quan, có thời gian nghỉ ngơi, về hưu sớm, cống hiến vào việc nào mình muốn làm, như vậy có phải vui hơn? Là làm việc như một, biết không, lãng phí thời gian, sức lực, cả cuộc đời, chỉ vì quý vị muốn bỏ cái gì đó vào dạ dày. Quý vị có thể làm khôn ngoan hơn, thấy không? Cũng như nhau, mình vẫn có gì đó trong dạ dày, mà không phải làm việc cực như vậy. Có thể cắt bớt giờ làm việc, về hưu sớm. Thay vì về hưu lúc 60 tuổi thì về hưu lúc 30 tuổi, 40 tuổi. Tuyệt quá hả? À, sao không? Nếu làm khôn ngoan thì được chứ. Theo cách quý vị làm bây giờ, tôi nghĩ chắc là quá trễ rồi, nhưng vẫn chưa quá trễ để bắt đầu lại. Ít ra quý vị cũng để dành tháng này được 300. Nếu quý vị làm như vậy, có lẽ đi ra xe buýt hơi xa, nhưng nghĩ coi, 300 Âu Kim. Dạ, còn câu hỏi nào nữa không? Xin cảm ơn sư phụ. Thấy có vẻ làm được hả? Dạ, cái gì cưng? Con muốn nói rằng mình làm được nếu không có gia đình. Vì chồng con, ổng không thích con giản dị. Nếu chồng con muốn mua cái gì đặc biệt cho con cảm thấy không vui lắm. Và con không muốn đi coi hát, bởi vì con không hiếu kỳ nữa. Hết thích rồi, ta hiểu. Con muốn có thời gian ngồi thiền, ta biết. Và chồng con không thích lối sống của con. Dĩ nhiên rồi. Chồng cô có tầm ấn không? Không ạ. Vậy thì dĩ nhiên rồi. Chồng con ăn thịt người, thân động vật. Thôi rồi, vậy làm sao đây? Cô bị kẹt ở đó rồi, ráng tìm cách giải quyết nha. Trừ khi cô muốn ra đi, bằng không cô phải bám vào đó. Nhưng ý tôi nói là cho những người độc thân, những người có hoàn cảnh dễ dàng rồi, không có bổn phận gì cả, tại sao phải mướn một căn hộ cho một mình thôi? Khi quý vị sống với nhau, nó giản tiện hơn. Mình có thể nói này, biết không, Lisa, hôm nay ta bận lắm, nhờ chị giặt đồ giùm tôi trong lúc tôi... họ có thể bỏ đồ vào, canh chừng cho mình trong lúc mình không có nhà, hay là giặt đồ chung, không tốn nhiều tiền và điện, hay là nấu ăn chung. Nhờ anh nấu giùm, tôi phải đi bây giờ, nhưng rồi hôm sau, xe của tôi bị hư, nhờ anh ra giúp nhau sửa. Biết không, nhiều người thì bớt việc. Hôm nay anh nấu, ngày mai tôi nấu. Chúng ta thậm chí không phải nấu mỗi ngày, và mình luôn có những mùi vị khác nhau, những món khác nhau.
Vậy không vui sao? Dạ vui ạ. Rồi ăn uống với nhau, ngon lành, suốt ngày nói về Thượng Đế. Hay là cùng nhau lắng nghe và nói về cùng sở thích, rồi khuyến khích nhau, giống như cộng tu mỗi ngày vậy. Mỗi ngày như một trung tâm thiền nhỏ nhỏ, và mình không nghĩ gì khác ngoài trừ ngồi thiền với nhau. Vì mình nói với nhau về những chuyện này cả ngày, và mỗi lần nên mình khuyến khích nhau về chiều hướng này, đời sống của quý vị về mặt tâm linh cũng sẽ tiến bộ. Tôi không kiểm soát đời quý vị, không muốn làm xáo trộn quyết định của quý vị hay gì cả. Tôi chỉ cho quý vị biết cách này. Nếu ai làm được, thì tốt cho người đó. Tốt cho nhiều người hoặc cho ai làm được, biết không? Những người còn độc thân, ở một mình nhiều khi buồn lắm. Sống với nhau đôi khi có chút trở ngại, nhưng không quan trọng. Đi ngồi thiền, sau đó quý vị sẽ cười trở lại. Thật tình là như vậy. Đó là lời khuyên của tôi thôi. Không phải ai cũng làm được, dĩ nhiên rồi. Nếu quý vị có gia đình con cái thì khó hơn. Dạ. Nhưng nếu quý vị có dư phòng, thì cũng có thể có hai gia đình hòa nhập với nhau, sống chung. Bởi vì nếu cả gia đình thọ tâm ấn hết rồi, và gia đình kia cũng tâm ấn rồi, con cái cũng có thể nhập vào sống với nhau. Ngoài trừ cha mẹ một phòng, con cái chia ra hai đứa một phòng hay gì đó. Sao không? Sao không? Tôi thấy sao lại không làm được. Sau khi tu thiền rồi, đâu có gì là giới hạn nữa đâu. Quý vị cần riêng tư hơn hay gì đó để làm gì? Tất cả đều cùng chí hướng, cùng lý tưởng. Yeah. Nếu làm được như vậy thì cũng tốt. Hoặc những cặp vợ chồng kết hôn rồi, nhưng có thể sống với nhau trong cùng căn hộ. Có những người đa số là những cặp vợ chồng. Họ có một căn hộ với hai phòng ngủ. Rồi họ có một phòng khách, một phòng ngủ, chẳng hạn vậy. Sao mất công vậy? Quý vị có thể dùng phòng khách làm thành một phòng ngủ nữa, sau đó một cặp nữa có thể sống với nhau thoải mái, rồi nấu ăn với nhau, ngay cả chồng vợ hai cặp cũng sống với nhau được, để dành được nhiều tiền bạc, thời gian và nhân lực. Lúc nào cũng có người gần bên giúp mình làm cái này, cái kia. Cái gì mình không làm được một mình, thì có người giúp một tay. Một người đi mua đồ, ba người kia ở nhà thiền. Một người nấu ăn, mấy người kia thiền, mấy người dọn dẹp nhà cửa thay phiên nhau, mọi người khác vui sướng, phải không? Dạ. Yeah. Một người giặt đồ và sấy đồ cho cả nhà. Mấy người kia làm những gì họ muốn, giặt quần áo cho một người, hay bốn người cũng như nhau. Nhưng ba người kia rảnh, hiểu ý tôi nói không? Luôn luôn có lợi, và dùng chung thức ăn luôn luôn rẻ hơn và ngon hơn. Thiền chung, khuyến khích nhau thiền thêm. Quý vị sẽ hạnh phúc hơn với nhau, thì vợ chồng đỡ cãi vã. Nếu không thích, thì tệ lắm, cũng là không thích thôi. Được thôi, dọn ra nữa, đơn giản quá mà. Dạ. Đúng vậy, tôi không có ý nói. Quý vị phải đi với ông chồng, quý vị phải bỏ chồng trước. Ý nói là những người nào có thể, những người độc thân vẫn có thể. Nghĩ đi, cứ nghĩ về điều đó. Đó chỉ là lời đề nghị của tôi, nghĩ đi. Nếu quý vị làm được thì có lợi. Thật sự sẽ có lợi cho quý vị. Sẽ lập tức thấy liền. Quý vị ghi xuống hết những lợi điểm nào. Sau đó sẽ tận mắt thấy nó quả thật là tốt. Tôi khuyến khích tất cả quý vị làm vậy. Tôi không hứa là sống chung thì quý vị sẽ có thiên đàng. Có lẽ sẽ có một chút bất đồng ý kiến này kia, nhưng sau này quý vị sẽ quen đi và thật sự không có gì quan trọng. Cứ đi ngồi thiền là xong. Nếu không thích gì đó, thì nói sau khi nấu xong, anh làm ơn dọn bếp. Vậy thôi, rồi đi thiền. Sau khi đi ra, sad. Không có gì quan trọng. Sống với nhau thật là tuyệt vời. Quý vị nên làm. Phí trả tiền cho nguyên một căn hộ để làm gì? Sau khi tu pháp môn Quán Âm, quý vị nên giống như xuất gia rồi, không có muốn gì nhiều nữa. Thật vậy, phải không? Quý vị có cảm thấy vậy không? Dạ có. Vậy thì làm đi, làm căn hộ của mình thành ngôi chùa và tất cả những chú tiểu này sống với nhau. Sư lớn, sư nhỏ. Làm thử đi ha. Dạ, nói với mấy người của vị. Dạ, nếu họ muốn thì có thể làm như thế. Như mỗi căn hộ là một trung tâm thiền vậy. Sau đó quý vị sẽ vui vẻ với nhau. Lúc nào cũng có người đó, hay là khi ốm đau, chỉ có một mình không có ai. Quý vị cảm thấy không muốn ăn nữa. Quý vị cười cái gì vậy?
Dạ, thật vậy. Khi sống một mình, quý vị đau ốm, cảm thấy không muốn nấu ăn, mệt quá, không muốn, hay là có hôm đi làm về mệt quá, thân thể kiệt quệ, quý vị có thể nhờ bạn cùng phòng. Vui lòng nấu cho tôi cái gì đó, ta mệt quá. Có người ở đó cho quý vị kể lễ, tâm sự, hoặc nói, hôm nay ta mệt quá, nhờ chị nấu cho chén súp thuần chay được không? Dĩ nhiên là họ sẽ làm. Hoặc là khi người kia bệnh hay mệt, tôi có thể giúp chị cho anh không? Nấu cho anh một món đặc biệt nhé. Món thuần chay anh thích nhất nha. Bởi vì khi đau ốm mệt mỏi, mình không muốn tự làm lấy, nhưng nếu có người nào đó vào nấu cho mình, quý vị thích chứ, phải không? Dạ. Rồi chăm sóc nhau. Dĩ nhiên, rồi trở thành thương nhau nhiều hơn, hầu như gia đình. Quý vị sẽ cảm thấy ý kiến đó hay nhất chưa từng có. Con muốn ôm sư phụ một cái. Gì nữa? What now? Sư phụ cho con được lại. Con lại sư phụ một lại để đáp tình nghĩa của ơn sư phụ mấy năm vậy. Thôi bác mệt rồi, già rồi, lấy cái nó gãy xương sống. Sư phụ có nói lại không Phật sống. Xin đừng làm vậy. Được rồi. Bây giờ bác vui rồi. Now you're happy. Yeah. Rồi được chưa? Được rồi. Tương của sư phụ kia có nhiều. Không biết yêu đáp sư phụ. À khỏi, thôi bác, không sao đâu. Đủ mà. Ok, nè. Bác ấy muốn lại ta một lần để nói xin cảm ơn sư phụ. Có thế thôi, ta nói khỏi cần bác già rồi, xương bác cũng không. Nhưng bác ấy thích lại và bác đã lại. Ta không cản được, thôi kệ, nhưng đừng bắt trước nha. Nếu quý vị biết, ý tưởng tốt luôn luôn đến. Nếu tôi là quý vị độc thân, tôi sẽ đi sống chung với bất cứ người tu hành nào. Tôi sẽ không lãng phí tiền của tôi. Thôi được rồi bác hả? Sinh sống còn nguyên hả? Thôi đừng lại nữa, nó đau sinh sống. Dạng an khang trường thọ. Cảm ơn bác. Thương sư phụ ban cho tất cả thế giới này. Con hy vọng nữa. Không nghe được vậy, nãy giờ. He said, yeah, become not very clear, so he wants to ask somebody else to become that person. Thank you for your work all these years anyway. Ok, cảm ơn bác hả? Dạ. Bác cử người nào thì bác viết giấy cho mẹ Lý, ok hả? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Tiến cử người nào á? Để nhờ Caroline. Caroline là người nào đâu? Đó, đó. Đâu? Đó, đó là đâu? Vẫn áo rộng. Mặt mập đó hả? Ok, nhưng mà cũng cần người Việt Nam nữa chứ hả? Dạ, bởi vì tiếp là lỗ tay con biết rồi, nhiều khi telephone ở Mỹ rồi, okay, rồi con. Okay. Dạ, là để một thời gian con có thể nếu nó bớt thì không. Con ở đằng sau hỗ trợ. Ok, ok. Để kiếm người khác thôi. Yeah, he's doing it right now anyway, right? Yeah. Ok. Yeah. And do you need a Vietnamese or a Chinese also? Yeah, Vietnamese would be good. Is there anybody? Okay, you write to them for me the situation, okay? Yeah. Inform them, and then I will say okay or not, yeah? Mm-hmm. And that's what they do when they don't want to be contact person, or they move, they write it, or the center, or other people write it to me and say, okay, we recommend somebody else, and you know, give me a few options, and I say, this one okay, this one not okay, okay? Yeah. Yeah. Cảm ơn bác. Mấy năm nay năm tới còn 80. 80 rồi. Wow. Yeah. He's 80 years old next year. Wow. Well, he looks young, huh? Yeah. Yeah. The healthy living vegetarian. Mấy người nói bác còn khỏe lắm, còn trẻ đẹp trai nữa. Con thì thương con giờ nào muôn loại, cho nên con biết làm cái gì để đáp sư phụ, con có tiền đường ở để đáp sư phụ, để dẫn dắt người trên đường về thượng đế. Giờ nào con cũng thương, có tình thương hết. Very good. Okay, see you later, guys.